Xin chào mọi người. Như đã hứa, hôm nay chúng ta lại tiếp tục ca khúc Tôi Là Ai Em Lại với phần phiên khúc 1 và phiên khúc 2. Sẽ có một phần đạo phách như thế này. Cũng như vậy, từ pha 5 về đô 5 chúng ta cũng có một phần đạo phách. Khi mà đạo phách, chúng ta sẽ thả cái tay ra, tím chúng ta sẽ đàn, nó sẽ không còn chặn dây nữa. Mọi người nghe kỹ. Tiếp theo la dáng qua si chúng ta cũng sẽ đàn phát. Son 5 về đô chúng ta cũng đàn phát. Phiên khúc 2 giống nhau. Vậy chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa thôi. Tiếp theo là phần điệp khúc 1 và điệp khúc 2. Điệp khúc 1 chúng ta sẽ không đàn tiết tấu, chúng ta chỉ rải thôi. Mi giá. Em dịu dàng như tia sáng trong đêm, si giá. Đem yêu thương pha vút lên trên cuộc đời đô. Tôi ngập ngừng si dáng đến bên em si dáng, ôi bỗng nhiên sao em lại tan biến. Điệp khúc hai chúng ta sẽ đàn tiết tấu. Như vậy là chúng ta đã xong phần đệm của phiên khúc 1, phiên khúc 2, điệp khúc 1 và điệp khúc 2. Chúng ta còn đoạn solo rất hay của bài này. Mọi người cùng theo dõi. Và đừng quên nhấn nút subscribe, ủng hộ kênh cho Thuận. Xin cảm ơn mọi người.